Xin chào tất cả khách hàng, thì ngày hôm nay My xin thông báo với quý khách về một chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn công ty Xenon Solar dịp cuối năm này. Thì vào ngày 12 tháng 12, ngày cực kỳ đẹp này, thì công ty Xenon Solar sẽ có một cái chương trình khuyến mãi cho tất cả các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời có tại công ty Xenon Solar. Thì tất cả các sản phẩm này thì do là công ty Xenon Solar, một số sản phẩm cũng đã có giảm giá rồi, nay công ty còn giảm giá thêm nữa cho quý khách hàng có thể mua đèn năng lượng về để trang trí nhà cửa trong dịp Tết này. Và để cùng xem mức giá của từng chiếc đèn ngày hôm nay sẽ có mức giá là bao nhiêu thì xin mời khách cùng My theo dõi tiếp video này nha. Đừng chuyển kênh nha mọi người. Chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn này công ty thì chúng tôi chỉ áp dụng vào ngày 11 nè, tới ngày 12 thôi chứ không có áp dụng nhiều. Cho nên là nếu mà mọi người có xem cái video này của My, có muốn mua chiếc đèn nào hãy nhanh tay liên hệ ngay để chốt đơn, chứ không thôi bỏ lỡ cơ hội tiếc lắm nha quý khách ơi. Và bây giờ thì My sẽ bắt đầu báo giá từng chiếc đèn của quý khách nha. Đầu tiên sẽ là cái dòng đèn TF100W, 200W và 300W. Thì với những cái chiếc đèn này thì ngày hôm nay mức giá sẽ được giảm thêm 100.000 trên một cái. 100W thì giá bán sẽ còn là 1.150.000 đồng. 200W thì sẽ còn là 1.600.000. 300W sẽ giảm giá còn là 1.950.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Tiếp theo là cái chiếc đèn năng lượng mặt trời giá rẻ từ thương hiệu FW. Thì với chiếc đèn này thì công ty Xenon Solar sẽ giảm giá 100W còn là 880.000 đồng, 200W sẽ còn là 1.180.000 đồng, 300W sẽ còn mức giá là 1.500.000 đồng và 400W sẽ còn với mức giá là 1.850.000 đồng. Bởi vì là những cái sản phẩm này do là đã được kê sát giá, bên hãng đã tăng giá cao lên rồi, nhưng mà công ty Xenon Solar vẫn quyết định giảm giá, vẫn quyết định áp dụng giá cũ cho quý khách, nên là giảm thêm cho quý khách 100.000 nữa để cho quý khách hàng có thể là dễ dàng mua hàng hơn. Và chúng tôi cũng sẽ bao gồm luôn với vận chuyển tận nơi tận nhà cho quý khách, đến nơi quý khách sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Và cái GD200W này ngày hôm nay giá chỉ còn 1.400.000 đồng thôi. Cho nên nếu khách hàng nào có chốt thì nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để chốt đơn nha. Đây là cái chiếc đèn pha cảm biến chuyển động công suất 100W. Thì giá bán sale ngày hôm nay sẽ chỉ còn là 1.350.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Đây là một trong số ít những chiếc đèn pha năng lượng mặt trời trên thị trường có chế độ cảm biến chuyển động nha. Thì chế độ cảm biến chuyển động tức là khi mà có người đến thì đèn sẽ sáng 100% công suất, còn khi không có người đến thì đèn sẽ tự giảm độ sáng lại khoảng còn 20% để tiết kiệm pin. Cái đèn này thì nó cực kỳ sáng luôn, độ sáng nó đáp ứng được tới diện tích là 80m² rồi nha. Rồi, tiếp theo là cái Xenon điện lưới 500W. Thì mẫu sản phẩm này em còn số lượng rất là ít luôn, nên là nếu mọi người có chốt thì nhanh tay chốt đơn giúp em nha. 500W này thì ngày hôm nay giá sẽ còn là 2.800.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và tiếp theo đây chắc là cái sản phẩm được quý khách hàng quan tâm nhiều nhất, đó chính là cái dòng đèn pha Rolex công suất từ 200W tới 500W này. Thì cái mẫu sản phẩm này vài ngày trước thì My cũng đã có làm một cái chương trình khuyến mãi riêng cho nó rồi. Ngày hôm nay lại tiếp tục khuyến mãi thêm, giảm giá cho quý khách thêm 100.000 đồng nữa trên mọi sản phẩm để cho quý khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí nhiều hơn. Và với chiếc đèn 200W này thì giá khuyến mãi đang là 1.950.000 đồng. Ngày hôm nay giảm thêm 100.000 nữa thì giá chỉ còn là 1.850.000 đồng. Chiếc đèn 500W này đang được áp dụng giá khuyến mãi là 3.500.000. Ngày hôm nay giá chỉ còn 3.400.000 đồng thôi. Và cuối cùng một dòng đèn pha tỏa cực kỳ rộng, đó chính là dòng Rolex 2.0 và Rolex 3.0. Thì chiếc đèn Rolex 2.0 này giá sẽ còn là 2.600.000 đồng. Còn chiếc đèn Rolex 3.0 thì giá chỉ còn 3.400.000 đồng mà thôi. Thì nếu khách hàng nào có thích cái chiếc đèn Rolex 2.0, Rolex 3.0, cần một chiếc đèn có độ tỏa rộng thì có thể cân nhắc và lựa chọn hai chiếc đèn này nha. Tiếp theo sẽ là những chiếc đèn UFO. Thì bữa giờ em bán rất là chạy những chiếc đèn UFO công suất từ 250W tới 600W này, bởi vì là hiện tại chắc là đang như mùa công trình đó, cho nên là có rất là nhiều khách hàng đặt mua nha. Thì với cái chiếc đèn cái này là 250W. Thì 250W hiện tại giá bán niêm yết sẽ là 1.500.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mức giá chỉ còn là 1.300.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Còn đây là ánh sáng trắng, còn đây là chiếc đèn UFO 250W ánh sáng màu vàng. Thì ánh sáng màu vàng giá nó sẽ cao hơn cái đèn ánh sáng màu trắng 100.000. Thì với cái ánh sáng màu vàng này thì chúng tôi đang áp dụng mức giá niêm yết là 1.600.000 đồng. Tuy nhiên cái mức giá ngày hôm nay chỉ còn là
1.400.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Tiếp theo chính là cái mẫu đèn UFO công suất 600W đến từ thương hiệu FSW. Thì với chiếc đèn này thì công ty Xenon Solar đang niêm yết mức giá mới là 1.700.000 đồng. Tuy nhiên nếu quý khách mua trong chương trình khuyến mãi ngày 12 tháng 12 này thì giá bán chỉ còn là 1.500.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và cái chiếc đèn này nó cũng sẽ có sáng màu vàng nữa nha. Cho nên là nếu khách hàng nào cần cái màu ánh sáng nào thì có thể liên hệ ngay với My để chốt đơn. Thì ánh sáng màu vàng nó sẽ mắc hơn cái ánh sáng màu trắng 100.000 nha mọi người. Tiếp theo đây đó chính là hai cái chiếc đèn đường liền thể đến từ thương hiệu FSW công suất 200W và 300W. Thì với cái mẫu đèn công suất 200W này thì giá bán ngày hôm nay sẽ còn là 950.000 đồng. Còn với chiếc đèn công suất 300W ở bên kia, đây bên đây nè, thì giá bán ngày hôm nay sẽ chỉ còn là 1.280.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Nếu mọi người có thích cái chiếc đèn này thì nhanh tay liên hệ ngay với My để chốt đơn nha. Và với một cái chiếc đèn liền thể bảo nhôm cực kỳ xịn này thì giá bán sẽ là công suất 200W thì giá bán sẽ là 1.050.000 đồng. Còn với chiếc đèn công suất 300W này thì giá bán ngày hôm nay sẽ là 1.300.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và đã bao gồm đầy đủ luôn tất cả các bát đi kèm theo cho quý khách. Quên nữa mọi người ơi, còn chiếc đèn FSW 300W này vẫn đang còn chương trình khuyến mãi, chỉ còn 1.250.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi. Đến ngày 15 tây tháng 12 nó đã hết chương trình rồi, cho nên là nếu khách hàng nào có chốt thì nhanh tay chốt đơn cái em này giúp em luôn nha. Thì do là những chiếc đèn Rolex thì quý khách cũng đã biết là cái tấm pin nó rất là lớn, đèn thì nó cũng rất là nặng, cho nên là cái phí vận chuyển của nó cũng rất là cao, nó nằm thuộc nó thuộc là cái dạng hàng cồng kềnh, cho nên là cái phí vận chuyển của nó rất là cao. Và trung bình thì những cái chiếc đèn này nó có phí ship từ 100.000 tới 250.000 lận, nó từ 100.000 tới 250.000 đồng lận. Cho nên là công ty Xenon Solar vừa giảm giá vừa khuyến mãi luôn cho quý khách luôn cái phí vận chuyển đó, thì tức là quý khách sẽ bỏ ra số tiền cực kỳ nhỏ để mua một cái chiếc đèn cực kỳ cao cấp này. Và mức giá mỹ báo ngày hôm nay chính là một cái mức giá sỉ từ 5 bộ tới 10 bộ công ty Xenon Solar, mà chúng tôi còn miễn phí luôn cái vận chuyển cho quý khách nữa. Thì trung bình những chiếc đèn Rolex này á, cái hàng này là hàng cồng kềnh, bởi vì tấm pin của đèn Rolex nó cũng to nè, cái đèn thì nó cũng nặng, cho nên là nó nằm vào hàng cồng kềnh. Cái phí ship của nó rất là cao, từ 100.000, cái đèn này là khoảng 100.000 nè. Còn cái đèn 500W thì nó khoảng là 250.000 hoặc là 200.000 trên một kiện. Và chúng tôi sẽ miễn phí cho quý khách luôn cái phí vận chuyển đó, để cho quý khách hàng có thể có được một cái trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng cái sản phẩm Rolex. Và đồng thời thì cũng sẽ có một cái chiếc đèn cao cấp để trang trí nhà cửa trong dịp Tết này. Thì hy vọng là cái mức giá ngày hôm nay sẽ giúp cho quý khách hài lòng và lựa chọn một cái sản phẩm nguyên nhất. Ây cha, công ty Xenon Solar dạo này chơi lớn quá nha. Thì nhân dịp 12 tháng 12 này thì công ty Xenon Solar muốn gửi cho quý khách một cái chương trình khuyến mãi cho tất cả các sản phẩm có tại công ty Xenon Solar, để cho quý khách hàng có thể dễ dàng mua được chiếc đèn cao cấp một cái mức giá tốt nhất. Thì không biết là cái mức giá này quý khách đã cảm thấy ưng ý chưa? Quý khách đã lựa chọn cho mình sản phẩm nào chưa ạ? Nếu như mà rồi thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với My qua số hotline để chốt đơn ngay bây giờ. Chứ không thôi, bỏ qua cơ hội ngày 12 tháng 12 là rất là tiếc nha. Trong cái video ngày hôm nay thì My cũng chỉ muốn giới thiệu với quý khách về chương trình siêu sale cực kỳ hấp dẫn công ty Xenon Solar vào ngày 12 tháng 12 này. Mua đèn năng lượng mặt trời giá sỉ nhưng mà lại còn được rất là nhiều ưu đãi nữa. Thì nếu khách hàng nào có quan tâm, có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để chốt đơn nha. Và video ngày hôm nay của My xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.